Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Grand i10 mới tới thị trường Việt Nam. Xe có 6 phiên bản khác nhau cùng mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 360 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Grand i10 là một trong những mẫu xe Hyundai được đánh giá cao trên nhiều thị trường thế giới. Tại Việt Nam, Grand i10 cũng là chiếc xe cỡ nhỏ thành công nhất của Hyundai cũng như toàn thị trường Việt Nam khi luôn đứng trong top đầu doanh số. Kể từ khi ra mắt chính thức tại Việt Nam từ năm 2014, sau 10 năm doanh số cộng dồn của mẫu xe này đã đạt hơn 155.000 chiếc. Hyundai Grand i10 mới sở hữu phong cách thiết kế cá tính và thời trang, mui xe được hạ xuống 20mm, lưới tản nhiệt được thiết kế mới trẻ trung, cản trước và sau cũng được tái thiết kế mang dáng vẻ thể thao, cụm đèn LED ban ngày tạo hình xương cá độc đáo tạo nên phong cách thời trang cho xe. Xe được trang bị la răng hợp kim kích thước 15 inch. Trên phiên bản hatchback, đuôi xe được tạo hình với cụm đèn hậu được bổ sung công nghệ chiếu sáng LED. Trên phiên bản sedan là cụm đèn LED cách điệu tương ứng với cụm đèn chiếu sáng. Các chi tiết khác thể hiện sự tinh tế trong thiết kế của Grand i10 như tay nắm cửa mạ chrome, đèn xi nhan tích hợp cùng gương chiếu hậu, đèn phanh trên cao dạng LED, v.v. Không gian nội thất của xe hiện đại và rộng rãi, màn hình trung tâm 8 inch đa chức năng, hỗ trợ giải trí và kết nối đa chức năng như Bluetooth, MP3, radio, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto và hệ thống bản đồ định vị dẫn đường tích hợp nhiều thông tin và tiện ích. Màn hình thông tin của xe được sử dụng đồng bộ với các mẫu xe Hyundai khác với kích thước 3.5 inch trực quang, có chức năng hiển thị thông tin áp suất lốp trên từng bánh. Những tính năng nổi bật khác có thể thấy như nút bấm khởi động Start Stop, chìa khóa thông minh Smart Key, vô lăng điều chỉnh 4 hướng tích hợp phím chức năng, gương chiếu hậu có sấy, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt. Đặc biệt là tính năng điều khiển hành trình Cruise Control nay đã được trang bị trên Grand i10 mới. Tất cả các phiên bản Grand i10 mới đều được trang bị động cơ Kappa 1.2 lít MPI, công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng một phút, cùng mô men xoắn cực đại là 114 Nm tại 4.000 vòng một phút. Xe có hai lựa chọn hộp số tự động 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn cả chủ động lẫn bị động cùng cảm biến áp suất lốp. Grand i10 mới được cải tiến hệ thống khung gầm, hệ thống lái cũng được cải tiến giúp gia tăng độ chính xác cũng như khả năng phản hồi tốt hơn, đem đến cảm giác thú vị mỗi khi cầm lái. Tương tự như thế hệ trước, Grand i10 mới được sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình và được Hyundai Thành Công phân phối với 6 phiên bản cùng 5 lựa chọn màu sắc khác nhau. Xe được hưởng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Giá bán các phiên bản Hyundai Grand i10 mới cụ thể như sau. Cũng từ ngày 18 tháng 6 vừa qua, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam đã chính thức công bố giá bán lẻ mới cho 4 dòng xe gồm Hyundai Santa Fe, Custom, Elantra và Venue với mức giảm cao nhất là 100 triệu đồng dành cho mẫu Santa Fe Hybrid. Các phiên bản Santa Fe còn lại đều có mức giảm 50 triệu đồng. Mẫu xe có mức giảm thấp nhất là Elantra phiên bản 1.6AT tiêu chuẩn có mức giảm 20 triệu đồng. Đây là cơ hội tốt để khách hàng yêu thích thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc có cơ hội sở hữu những chiếc xe phù hợp. Hiện nay, những mẫu xe của Hyundai hầu hết đều được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Ninh Bình, chỉ trừ mẫu Stargazer. Các mẫu xe đều có ngôn ngữ thiết kế mới, bắt mắt cùng nhiều trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp.